Hơn 3 thế kỷ trước, châu thổ đồng bằng sông Cửu Long còn là vùng đất rừng bao la quang vắng, từng đón bao lượt cư dân đàn ngoài và cả đàn trong, cùng xuôi về phương Nam đi tìm đất mới để an cư lạc nghiệp. Đất rộng người thưa, đất lành chim đậu. Rồi cũng chính từ miền châu thổ, những năm cuối của thế kỷ 20 lại chứng kiến bao người lặng lẽ ngược dòng thầm lặng. Họ gửi đất lại cho quê nhà, ra đi dừng chân ở vùng đồi cao núi sâu ở miền Đông Nam Bộ, lên tận Tây Nguyên. Họ lại đi tìm đất mới. Có những người nghèo vì đất hẹp mà phải xa quê, vì biết rằng thửa ruộng nhỏ không đủ làm nên cơ nghiệp. Cũng có những người không nghèo vẫn mang tình đất mà đi, vì đất quê không còn đủ lớn để họ thỏa lòng đam mê với đất, thỏa chí làm giàu. Thời gian và biến động dân cư đã biến đất đồng phương Nam trở thành manh áo chật, thôi thúc những giấc mơ đồng lớn. Ngược dòng tìm đất mới, đồng lớn phương xa đã giúp không ít cư dân miền Tây trở thành đại gia đất rộng miền Đông. Nhưng cư dân vùng châu thổ Tây Nam Bộ cũng đang có những giấc mơ đồng lớn ngay trên chính quê nhà. Họ là ai? Đó là những người nông dân mê đất, hiểu đất như cuộc đời mình, tin đất rồi sẽ không phụ lòng người. Họ đã chọn con đường đi sâu hơn vào những vùng đất khó, Đồng Tháp 10, Tứ Giác Long Xuyên, trụ lại và làm nên cơ nghiệp. Gian nan, thậm chí có phần liều lĩnh, nhưng trong họ là tình yêu cháy bỏng, là khát vọng làm giàu với đất. Cùng chung giấc mơ đồng lớn không hẹn mà gặp, họ đang cùng làm nên sự chuyển động mạnh mẽ của những cánh đồng lớn trong thời kỳ đổi mới. Làm ruộng ngày xưa từng là nghề của người nghèo, bây giờ tôi làm ruộng giỏi hơn là một câu nói tự hào. Người nông dân ở đồng bằng Nam Bộ này đó là cực kỳ là cái nhân hậu, là kể cả như tôi là từ nông dân cũng có một cái niềm hãnh diện cá nhân của mình, một cái niềm tự hào quê hương của mình, tức là quê hương tôi là cái quê hương làm ruộng, mà ruộng là ruộng giỏi nhất nước, tự hào chứ. Thứ hai, tôi tự hào tôi là người nông dân làm không thua ai, chứng tỏ là tôi làm tôi thu nhập tôi giàu, tôi không có bị phá sản, thì tôi không có tự hào chứ. Và phải nói rằng đó là kèm theo cái đó thèm kèm theo cái niềm vinh quang mà họ tự cảm nhận được, thì họ thấy cái nghĩa vụ với cộng đồng đóng góp. Trong biên khảo lịch sử Khẩn Quan Nam Bộ, nhà văn Sơn Nam từng dựa vào sách Gia Định Thành Thông Chí mà nhận xét đại ý rằng cư dân Nam Bộ thích dựa vào vùng gần sông lớn Trù Phú Phù Sa mà làm nhà, làm ruộng, vì như vậy đã là đủ ăn đủ mặc, ít chịu đi vào vùng quan xa, đất rộng nhưng khó làm, khó sống. Thực ra đó là ngày xưa, sức người có hạn, đất bao la nhưng quan quá chua phèn, đường lắt léo khó đi, có đồng lớn nhưng chưa chắc thành công. Còn ngày nay sức máy thay người, điều kiện canh tác hiện đại đã cho phép nông dân miền Tây nghĩ lớn với giấc mơ đồng lớn. Đất đồng trước sau với họ vẫn như nấm ruột. Cái cuộc sống của nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long này là cái miếng đất là nó dính liền với nấm ruột. Từ xa xưa tới giờ thành ra cái người dân Nam Bộ nó quen vậy rồi, cho nên có những lúc mà lúa làm không lời nông dân họ vẫn làm, mà giống như ông Thiêu Thân vậy, nhưng bởi vì cái nghề nông đối với họ đó là cái nghề nấm ruột. Tụi tôi bỏ tiền bỏ của ra, tụi tôi đi làm nông nghiệp chẳng qua là đây là một cái sự đam mê
Bởi vì mỗi một người nó có một cái sự đam mê khác, có người thì thích làm này, người thích làm kia, thì như vậy nó mới tạo thành một cái xã hội được. Có thể nói rằng là nếu mà có ai mua đất này chắc tôi cũng không bán. Đại khái nghĩa là có ai muốn vô mua cũng không bán được, mà ai bán thì tôi mua chứ ai mua thì tôi không bán. Nghĩa là thí dụ xung quanh đây mà ta bán thêm tôi có thể tôi mua, chứ còn ai mua tôi không bán. Bây giờ thì mình mới nói rằng cái tâm tình nó là như vậy, phải không? Nhưng mà thực sự ra để đến giờ này mà nó có được cái màu xanh trên đám đất này thì phải nói rằng tiền của mồ hôi nước mắt là nó dữ dằn lắm. Trên nước này mình dòm vô trong ở dưới ruộng mình là nó xanh thôi, cho nên là giờ lúc đó là nó đã trong người lắm. Nói chung là thấy cái thành quả của mình nó có được rồi, nó đã vô. Mà không biết làm sao mà tả cho được, thì lúc đó nó sướng lắm. Cái lúc đó là mình mới là thấm thiết à, ha, lúc đó là mới gọi là tình đất tình người á. Còn lúc trước kia thì mình cứ nghĩ làm cho nó có ăn thôi, chứ lúc đó tới giờ là nó mới gọi là tình đất với tình người. Họ là những người nông dân, nói năng thiệt thà mộc mạc, nghĩ sao nói vậy. Nhưng họ đã nói được thường là làm được. Họ khát đất, cháy bỏng khát vọng đi lên từ đất. Chính tình yêu với đất đã thôi thúc họ đi đến quyết định gắn đời mình với đồng xa hiu quạnh, mơ về một ngày đất trả ơn người. Trên cánh đồng biên giới mênh mông còn dương mùi khói rạ, có cái tên thật thanh bình, Lương An Trà, Tri Tôn An Giang. Nơi nào cũng từng in dấu chân của người nông dân này, ông Nguyễn Lợi Đức, người dân quanh vùng quen gọi là ông Sáu Đức. Người đàn ông tuổi đã 60, vẻ ngoài rắn rỏi, đã tập tành học nghề làm ruộng từ khi còn là một thanh niên lực điền, chỉ có đôi bàn tay chai sạn. Cuộc đời cũng từng đưa ông phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng mang về quê làng da rám nắng và niềm mơ ước là được làm ruộng trên những cánh đồng bạc ngàn mà ông từng thấy nơi đất khách quê người. Giờ đây giấc mơ của ngày xưa đã trở thành sự thật. Tích lũy sau mỗi vụ mùa, Sáu Đức chỉ dành để tìm thêm đất. Những thửa đất nhỏ một thời hoang hóa được nối liền bờ lớn để có thể được thực hiện chuyện giấc mơ đồng lớn. Về Lương An Trà, hỏi ông Sáu Đức gần như ai cũng biết, nhưng hỏi ông đang làm bao nhiêu đất ruộng thì có lẽ không có nhiều người biết một cách chính xác. Chỉ có ông mới có thể xác nhận không dưới 1.000 mẫu đất. Trên cánh đồng lúa chín vàng này, ông đang chứng minh đầy thuyết phục về khả năng và hiệu quả tổ chức sản xuất trên đồng lớn. Cơ giới gần như toàn bộ, canh tác theo quy trình khoa học, lao động là nông dân chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí và giữ nguồn cung ứng sản phẩm chủ động sau mùa vụ. Sáu Đức làm ruộng mùa nào cũng có lãi lớn hơn người khác. Giá trị lúa Sáu Đức còn tăng cao khi mỗi năm góp cho thị trường hơn 30.000 tấn lúa giống được bán khắp vùng và sang cả bên kia biên giới, nơi ông đang âm thầm chuẩn bị cho một cánh đồng lớn trên đất bạn. Nhóm người này trên cánh đồng của ông Sáu Đức hôm nay từng chỉ biết gieo cấy trên thửa ruộng nhà. Giờ đây vẫn là công việc của người nông dân, nhưng đã là đội cấy thuê chuyên nghiệp. Mô hình doanh nghiệp nông dân trên cánh đồng lớn đang giúp những ước mơ của Sáu Đức bay xa. Vùng đất này, Lương An Trà, xưa là cánh đồng hoang hóa ven triền biên giới Việt Nam-Campuchia. Đất khô, phèn chua nước độc, từng được gọi là vùng đất chết. Những công trình thủy lợi lớn đã giúp người khai quang thuần phục đất đai, mở ra cơ hội làm ăn lớn. Nhưng khi đất có khả năng sinh lợi, chính bờ thửa nhỏ của những gia đình nông dân dùng đất khó năm nào lại trở thành cản ngại, không đủ sức để họ có thể tự mình thoát khỏi cảnh nghèo. Họ đã chọn cho mình con đường khác.
Đội cây thuê trên đồng lớn đêm nay có lẽ là một hình mẫu đáng suy nghĩ về làm ăn hợp tác. Doanh nghiệp nông dân chính là tư duy lớn của nhà nông Sáu Đức. Điều đó cũng giải thích câu hỏi làm thế nào ông Sáu Đức có thể trực tiếp sản xuất trên một diện tích rộng ngàn hecta với một quy trình đồng nhất, làm thế nào tổ chức lao động trên những mối quan hệ sản xuất chuyển động mà không mâu thuẫn và hài hòa lợi ích. Tôi trước đây là tôi đi mằng ruộng quá ít. Nhưng mình mằng miếng ruộng nhỏ thì mằng ít quá thì nó đâu có lời đâu có được bao nhiêu. Mà mình 3-4 tháng chờ mình mới được là một vụ lúa, mà nhiều khi một vụ lúa đó nó thắt nữa. Bởi mình mới lập ra cái đội cấy để mình đi làm, kiếm thêm thu nhập. Một là gia đình mình, còn hai nữa là cho chị em. Mằng thì như một ngày thì được đôi 300 ngàn, hai vợ chồng thì được 400-500 ngàn. Em đi cùng chứ, Châu Đốc có, Kiên Giang có, Cờ Đỏ có, đó. Gà Đồng Tháp cũng có. Ngưng thì ngưng ít lắm, nhưng mình mằng đứng như đồng này á, tới đồng kia, đồng nọ thì nó như liên tiếp. Nhưng nó ngưng lại ngưng khoảng 5-10 bữa vậy thôi, nửa tháng đổ lợi vậy đó. Nghề này tôi mằng đã 5-7 năm nay thì thấy nó thoải mái, có thu nhập khá hơn. Nơi tôi á thì có một cái câu lạc bộ nông dân, mà hiện nay là tôi là chủ nhiệm của câu lạc bộ đó. Thì mình sẽ là người giới thiệu, ví dụ như tôi nói, ví dụ trong cái khâu lúa là anh xạ lúa hoặc là anh muốn kéo hàng hay anh muốn ký, thì người ta sẽ liên hệ. Tại vì ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long thì đa số là nó là người thì vài chục công, 100 công rồi 200-300 công, thì không thể nào cá nhân là một người mà cái vấn đề làm công việc đó trong một ngày nữa nó rồi, cho nên phải tập hợp lại từ cái chỗ đó, người ta nó trở thành là một cái thói quen, cũng như là nó có một cái công đoàn nghiệp vụ, nghe cái tiếng cho nó nôm na, nhưng thật ra là tập hợp anh em chung lại vài 30 người để đi giải quyết một công việc đó. Hiện tại bà con ở nông dân mà ở tại địa phương của tôi đó, là nói riêng đó, thì hầu như là nó ổn định trong cái cuộc sống. Cái này đó là nó chuyển động một cách tự nhiên, hợp với quy luật mà tôi không ngờ. Phải nói tôi không ngờ là tôi nói như vậy là vì hồi năm ngoái, cách 2 năm, tôi đi vô cái vùng mà tôi chỉ đạo khai quang trong đó, vùng đất rộng mênh mông đó, thì mới phát hiện ra cái chuyện đó là người ta cho mướn đất về, người ta cho mướn người. Tức là tôi có đất, tôi cho đất một cái ông khác mướn và tôi cho ông mướn tôi luôn. Tất nhiên là ông mướn tôi là để mà làm những cái công đoạn, nó thành chuyên luôn. Thí dụ có cái đậu xịt, bây giờ làm ruộng tôi nhìn, tôi quan sát, tôi thấy hay lắm. Một cái ông chủ ruộng đất ở chợ mới, ổng nghe cái người mà giữ ruộng nó báo với ổng gì không biết, cái là ổng gọi điện thoại rồi cho đại lý nào ở gần nhất đó là chở phân thuốc tới đó rồi, đúng hẹn đúng giờ lại. Thì ổng đi vô ăn bận cũng bảnh tẻn lắm, cũng là áo bỏ trong quần rồi chạy xe gắn máy mang khiến mát đồ vô tới đó, thì ổng cũng điện cho cái đầu mối mà để quản lý cái lực lượng lao động này nè, có sẵn rồi, thì làm có một giờ mấy tiếng đồng hồ. Cái thứ hai nữa, tôi phát hiện nó phát triển, sản xuất phát triển hiện đại, giờ cũng như ở bên Mỹ người ta tính giờ. Ngày xưa đó ông già tôi làm ruộng đó, mướn bạn ở là mướn năm mướn mùa rồi cưới vợ cho bạn luôn, cho nên bạn nó biến thành là con cháu mà không có họ hàng. Thì đó là cái cách của cái phương thức sản xuất ngày xưa. Rồi là dần dần tới người ta mướn là tháng, rồi người ta tới mướn ngày, bây giờ mướn giờ. Một giờ bây giờ đó là cỡ Ấn Độ, tức là khoảng 20 ngàn, thấp nhất là cũng 10 ngàn đó. Mướn làm gì? Mướn để xịt thuốc, rồi mướn làm những cái công việc lặt vặt mà nó rất là chuyên môn. Không phải những người đó thì làm chuyên môn vậy người ta không mướn, bởi vì mướn giờ mà vậy lỗ chết, cho nên phải là người chuyên môn. Thì như vậy tôi thấy nó rất là lý thú, cái người lao động là được chuyên môn quá vẫn có thu nhập cao, cái miếng đất nó sanh lợi lớn. Đồng lớn đi cùng với sự chuyển động của nghề nông, với quá trình phân công lại lao động một cách tự nguyện. Đội cấy chuyên nghiệp, đội xịt thuốc chuyên nghiệp, đội giống chuyên nghiệp cùng hợp tác trên đồng lớn tạo nên mô hình sản xuất hài hòa lợi ích. Lực lượng sản xuất trên đồng lớn vẫn chính là những người nông dân yêu đất, yêu nghề, say mê lao động, muốn gắn bó với quê hương, nhà cửa, ruộng vườn. Họ không ly hương và cũng không ly nông mà trở thành nông dân chuyên nghiệp. Sự chuyển đổi tự nguyện này
có lẽ đã góp phần làm thay đổi nhận thức từ thực tiễn về một vấn đề không đơn giản. Quyền sử dụng nhiều đất đai tạo điều kiện cho sản xuất lớn, rõ ràng hiệu quả hơn. Nhưng có phải đã đẩy một bộ phận nông dân không còn đất vào dòng khốn khó hơn? Không phải là mình tích tụ đất, mình gom đất lại để mình cho thuê. Ngày xưa người ta gọi là su tô đó. Còn bây giờ là khi mình đầu tư đất, mình gom đất lại nhiều nhiều để mình phát huy cái sử dụng đất nó cho hiệu quả lên. Dù như một năm một miếng đất, nếu như mà ở trong cái tay của người lao động nghèo, họ không có cái điều kiện họ sản xuất á, thì họ làm ra cái sản phẩm, cái sản lượng lúa thì nó thấp. Mà khi mình đầu tư cơ giới vô thì sản lượng nó nhiều. Thì như vậy khi mà mình đã đầu tư cơ giới ra rồi, mình vẫn thuê cái lao động là nông dân. Trước đây thì đất thì nó của điền chủ. Thì hồi xưa điền chủ chỉ có cái là họ cho thuê, họ cho cái tá điền thuê. Rồi xong rồi họ phải đi thu, dù cái người tá điền đó họ lời hay lỗ họ không cần biết. Thì họ cũng phải vũ nồi vét ống tùm lum, cái đó nó cũng có thật chứ không phải là không. Nhưng mà thời buổi bây giờ nó đâu còn tình trạng đó. Bây giờ đất mình tích tụ đất để mình phát mở rộng cái sản xuất. Rồi mình đầu tư cơ giới vô. Cái lao động bây giờ mình không thể nào mà so sánh với ngày xưa được. Bởi ngày xưa như mình nói là dù muốn dù không họ cũng phải thuê đất họ làm. Còn không họ đi làm thuê họ bị ép bức đủ thứ hết trơn. Còn bây giờ là công việc quá nhiều mà người thì nó không có. Cho nên mình thuê cái giá mắc là mình có những nhiều cái chính sách ưu đãi dành cho họ. Thì mình mới giữ họ lại để mà họ làm với mình. Cái đây cũng như là mình chia sẻ nhau. Chứ bây giờ không phải như bây giờ cái người mà chủ nhiều mà sống như điền chủ hồi xưa, không phải. Nó rất là khó khăn cho vấn đề mà quản lý nhân công. Chỉ cần mình cư xử không phải thôi là họ sẵn sàng không bỏ họ đi làm chỗ khác. Cho nên là mình chiều chuộng họ, mình phải lo cho họ đủ thứ. Tìm được lao động mà giỏi để mà mình sử dụng đó. Cho nên tôi rất là quý là mình có những chính sách ưu đãi rất là tốt với họ. Sở hữu đất càng nhiều thì nó càng lo lắng. Mình phải bỏ vốn ra, mình đầu tư, mình phải lo lắng đủ thứ trong này hết trơn. Cái người nông dân là ở đây đó, những người mà còn làm lúa, còn làm ham đất nhiều là ở đây là cái may mắn. Theo tôi nói là cái may mắn của đất nước mình. Hiện nay cái may mắn của mình là còn một bộ phận nông dân như ông Sáu Đức là rất là mê đất. Mê đất không phải để làm địa chủ mà mê đất để canh tác theo cái phương thức dùng máy móc khoa học công nghệ để đưa cái năng suất và cái sản lượng của mình nó lên cao để cạnh tranh với thế giới. Thì cái này chỉ có vậy mới sống nổi thôi. Cái thứ hai nữa đó là khi giải quyết được như vậy thì cái bộ phận người nghèo đó mới có việc làm ổn định. Chứ còn không thì đi Bình Dương rồi nó trâu nổi ít bữa rồi dăng về. Cánh đồng lớn và câu chuyện những người nông dân không ly nông có lẽ đang được chính nhà nông tìm ra lời giải. Không chỉ có ông Sáu Đức ở Lương An Trà, những giấc mơ đồng lớn đang là hiện thực ở khắp vùng châu thổ đồng bằng. Người đàn ông mạnh mẽ này không có vẻ ngoài là một lão nông tri điền, nhưng khắp Đồng Tháp 10 nghe tiếng Út Quy, Võ Quang Quy. Một nông dân mê đất và mê nghề không thua kém Sáu Đức. Út Quy tính sổ rằng mình đang trực tiếp canh tác trên diện tích gần 700 hectare đất, vừa làm ruộng, làm rẫy, vừa làm vườn cây ăn trái, thêm trang trại bò thịt hơn 1.000 con. Cùng với máy móc, nhà xưởng, thiết bị hiện đại, hàng trăm lao động nông nghiệp đang hợp tác thường xuyên cùng ông trong giấc mơ đồng lớn. Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên, nơi làm ra hơn một nửa sản lượng lúa của cả đồng bằng sông Cửu Long, cũng là nơi đang hào hứng với những cánh đồng mẫu lớn. Không phải tự nhiên mà An Giang và mới đây là Đồng Tháp đã có những dự án được xem là táo bạo với quy mô hàng chục ngàn hecta đồng lớn. Những mô hình lớn ấy trong thực tế đã được chứng minh hiệu quả bằng chính giấc mơ đồng lớn của những người nông dân mê đất đã và đang thỏa khát vọng làm giàu từ đất. Dù vẫn còn không ít băn khoăn về tương lai chính từ chính sách đất đai. Tôi nghĩ đối với nông nghiệp mà cái điều đầu tiên mà muốn sản xuất lớn là phải có đất. Phải có đất thì tôi không biết mấy người khác làm sao, như tôi cần phải có đất. Và để cho nó ổn định. Chứ thực ra như tôi bây giờ nếu mà nhắc tới đất là nghe nhức đầu. Tại vì hiện nay là đất của tôi sản xuất là tôi mua có tôi khai hoang có nó rất là nhiều. 500-600 hectare.
mượn người đứng tên cũng phải 50-70 người luôn. Cho nên thôi giờ quên vụ đó đi, đừng nhắc tới vụ đó nữa, mà cứ lo sản xuất, mình cứ gọi là mình làm cho đất nó tốt thì đất không phụ lòng người, mình cứ nghĩ vậy đi, để tự mình an ủi mình mà mình vươn lên thôi. Chứ còn thực ra với cái chính sách giờ thì nhiều khi tôi thấy tôi mất của không biết lúc nào luôn. Theo tôi là một cái chính sách mà hãy để cho người nông dân tung cánh, nghĩa là họ sản xuất cho thỏa chí đàn bò họ luôn. Người nào mà người ta thấy người ta làm, mà mình thấy người ta thành công một, mà người ta muốn nâng lên 1.2 là mình chơi ông 1.2, muốn nâng 1.5 là làm luôn, thì luôn luôn là cái đạo phát triển nó sẽ là tốt. Tạo điều kiện cho họ sản xuất, tạo điều kiện cho họ là tung cánh bay, nghĩa là đại khái là họ thể sản xuất cho thỏa chí họ. Thì cái này đó là cái mối quan hệ giải quyết vấn đề giới đất đai nó không phù hợp với cái thực tế. Là sự vật nó đã đi quá xa, đi 10 năm rồi chúng ta theo chưa kịp. Bây giờ chúng ta còn đương tính tới cái chuyện tập trung đất đai như thế nào, luật pháp làm sao để cho những người làm như anh Sáu Đức được luật pháp bảo vệ. Để không thôi trong bà con anh em của ông đứng tên giùm đó nó phản kèo thì như thế nào, luật pháp bảo vệ như thế nào. Thì cái này là danh không chánh. Danh không chánh, ngôn không thuận thì cái tình cảm nó bị phôi pha, nó không có gắn bó mặn mà. Cho nên ngay như cái chuyện đầu tư vô đây là cũng là người gan dạ lắm. Chứ không ai mà đầu tư dữ gì đâu, bởi vì đâu phải đất của mình. Đó. Rồi lật lọng như thế nào, nghĩa là trăm thứ chuyện, cả vấn đề truyền thống, vấn đề tình cảm rồi kiểu nó nảy sinh trong cái quá trình xử lý cái mối quan hệ đất và người này này, nó để ra nhiều cái hệ quả lắm. Hiện nay là người ta dễ làm khó, người ta thấy đất nhiều là người ta làm khó, là cái người tự nhiên là cái người có đất đó là phải biết điều, nó đẻ ra đủ thứ chuyện chứ phải một chuyện. Thì đây trở lại vấn đề là bắt đầu cái gốc từ người với đất, cái mối quan hệ giữa người và đất nó long lai thì như cây nó bị long lai là nó không lớn được mà nó đổ. Đây nói tắt là vậy. Cho nên cái nền nông nghiệp của mình muốn phát triển thì bắt trở lại cái quan điểm lấy dân làm gốc. Nông dân với đất là một. Để từ cái mối quan hệ này chúng ta mới xử lý. Tất nhiên là chúng ta không chấp nhận là cái tình cảnh là để cho có một bộ phận nông dân nghèo quá mức. Trong bức tranh tổng thể nông nghiệp đồng bằng vẫn còn manh mún, những cánh đồng lớn hôm nay có lẽ sẽ là tiền đề cho những chuyển động về chính sách. Sự hòa hợp về lợi ích của người tổ chức sản xuất và người lao động trên đồng lớn của Sáu Đức, của Úc Quy sẽ là những tham khảo có giá trị để chính sách đi cùng cuộc sống. Những nông dân trên đồng lớn đang làm hết sức mình để niềm đam mê với đất trở thành lợi ích có thể chia sẻ lẫn nhau, làm nên câu chuyện có hậu về cuộc chuyển đổi bờ ranh đang sôi động khắp đồng bằng. Lịch sử nông nghiệp bao đời đi cùng quan hệ không tách rời giữa đất với người. Từng thời kỳ, đất đai chuyển động cũng khởi nguồn từ những chuyển động trong cuộc sống. Chính sách khơi dòng phát triển cũng là quy luật, chính vì lợi ích con người. Những giấc mơ đồng lớn xem ra cũng đang vận động thuận chiều với con đường phát triển và hội nhập. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp có lẽ không ở đâu xa mà chính là tập hợp của những giấc mơ đồng lớn. Một ngày, nông dân Việt Nam tự hào, tôi làm ruộng giỏi hơn. Có lẽ điều đó chỉ có thể diễn ra vì còn những giấc mơ đồng lớn. Ước mơ không xa mà đã trở thành hiện thực. Chiều thanh bình trên cánh đồng Châu Thổ, nơi lưu dấu tiền nhân mở đất khai quang. Nơi đất chuyển mình, tình đất tình người chung thủy. Chung giấc mơ đồng lớn hôm nay.